lái cái này là lái quay lăng ngoài luôn các bạn ha. Đó, nhấn ga kìa. Rồi khoảng 3-4 ngày trước thì mình thấy cái chân vịt của chú này gắn chân vịt còn hơi nhỏ nhỏ ha. Bữa nay thấy lên cái chân vịt quá khủng rồi. Wow. Rồi vậy. Lái cái này là phải lái qua lăng các bạn mới lái nổi ha. Mấy cái máy mà máy sáo đặt ngoài thế này rất là khủng các bạn. Nhìn rất là quê ha. Đây các bạn, ở phía trước màn hình của tất cả các bạn đây là có một chiếc xà lan cũng khá là lớn ha. Ở đây có phía trước có một người đứng tiếp anh tài công khi mà qua một cái đoạn cua gắt đây. Đang canh coi phía trước là có người hay không đó, ha. Bóp kèn quá rồi. Phía sau nối đuôi thêm một chiếc nữa các bạn. Ở phía trên này đang đi xuống là mình thấy hình như là có một chiếc ghe chở lúa ha. Rồi chị phải phát tay cho chạy vậy nè. Có tín hiệu đó. Hiện tại là mực nước đang khá là gồng luôn các bạn ha. Nạp lấy cái lái vào bên này. Chiếc cây lúa chở khá là phẩm luôn kìa. Wow. Thêm một chiếc lên nữa nha các bạn. Hiện tại là mực nước đang khá là gồng luôn ha. Thì cái tốc độ chảy của nước là đi cái hướng xuôi, xuôi theo của cái anh ghe bầu đó các bạn. Đây cái hình ảnh cũng khá là quen thuộc ha. Lúc nào cũng có một người xuống đứng phía trước mũi tiếp anh tài công khi mà qua mấy cái đoạn cua gắt như thế này nha các bạn. Cái cua này nói chung là nó khúc cực kỳ, nó giống như một cái cua chỏ vậy đó. Ở phía dưới đi lên hoặc phía trên đi xuống thì là đều không thấy các bạn, trừ khi nào mà cái mũi phụt lên khoảng như thế này đây đó là bắt đầu mới thấy ở phía trước có cái gì ha. Trên đang đi xuống một chiếc xà lan cát các bạn. Wow.
cái lái lại các bạn. Tiếp tục thì chúng ta cùng nhau xem thêm chiếc xà lan nổi này qua cua nữa các bạn ha. Chắc này mới nhổ neo nguyên cái neo sình ở trước luôn. Cái dàn độn cũng dữ dằn lắm nha các bạn. Chiếc này chạy lên tới trên đó né chiếc khẩm xuống các bạn. Rồi trong nhà bay cái miếng vải gì ra vậy. Sơn là cái gì nào quá trời mới luôn ha. Rồi phía trên bắp kèn này. Ở trên đây có chiếc xà lan chở gạch các bạn. Trời ơi. Quá sống rồi. Chiếc qua nhau luôn các bạn. Chiếc bên đây là chiếc xà lan gạch ha. Đây thì nguyên chiếc ghe gỗ nè. Chiếc kia thì thấy có cái
chiếc vỏ lãi ốc đinh các bạn. Gắn cái động cơ bên ngoài khá là khủng luôn ha. Sống kìa. Từ xa thôi mình nghe cái tiếng động cơ của cái máy sáo này các bạn. Đó. Dở dịch tình kìa. Quá trời cái chuyện dịch rồi. Ở trước thì mình thấy cũng khá là trống rồi. Cho nên là thấy anh tài công cũng nhấn ga chạy ha. Cái tiếng bồn khá là hầm hố luôn. Chúng ta cùng nhau xem là những chiếc xà lan nổi qua cua nữa các bạn ha. Ở đây thì một chiếc cũng khá là lớn luôn nè. Đó, này chạy lên là uống nửa cái sông luôn các bạn. Cái mũi vừa cắn vào cái cua đó bắt đầu là lấy cái lái qua ha. Xà lan này có Đồng Tháp các bạn. Đây có chiếc gió dịch các bạn, gió dịch này của An Giang ha. Chiếc cài đặt máy ngoài luôn. Máy 4 à. Xà lan của Sài Gòn các bạn. Chở khá là thấm luôn các bạn. Quá thấm.
có chiếc xà lan nổi đang lên nè các bạn. Đây cô Sáu dẫn đường các bạn. Bà đang dẫn chiếc xà lan kia lên hay gì đó ha. Đây chiếc giỏ thu mua các bạn. Đây chiếc giỏ thu mua của mấy anh trai nha. Rồi bắt đầu ở phía kia là có chiếc xà lan đang lên các bạn. Xà lan của Vĩnh Long ha. Đóng cái phọt này hơi kiểu như là đời hơi cao các bạn. Phọt túm đít. Đây có chiếc vỏ dịch các bạn đang đi xuống ha. Ở dưới kia thì đang đổ lên là nguyên chiếc xà lan khá là lớn luôn. Chiếc này đặt cái đầu máy rất là khủng luôn nè. Từ mới 6 không các bạn. Trời ơi. Vừa bò cua gặp anh xà lan chà bá liền các bạn. Quá lớn còn hai chiếc xà lan. Đó, nạp ra khối luôn kìa. Quýu xiết qua cái đoạn cua các bạn. Phía trước thì có hai người đứng tiếp anh tài công ha. Đây có chiếc xà lan biển nè các bạn. Trên đó đổ xuống chiếc ghe bầu thì không biết. Rồi nguyên chiếc ghe bầu luôn các bạn. Rồi hello chị luôn.
Rồi chúc cho anh với chị nói chung là mấy anh em đi xà lan sông nước ha, thật nhiều sức khỏe luôn nha. Tiếp tục thì chúng ta cùng nhau xem thêm anh xà lan 20 này qua cua nữa ha. Xà lan này là chắc chuyên chở hàng khô luôn các bạn. Mấy cái dạng lua ở phía trên là dạng lua cố định luôn ha. Xà lan này của An Giang. Anh này 20 mà nhìn ảnh rất là gọn các bạn. Vừa qua chiếc ghe bầu luôn các bạn ha. Ghe bầu này ghe bầu đi để dành đi chở lúa nè. Sơn cái bụng dưới màu cam cam nhìn đẹp quá. Ở dưới kia các bạn đang đi lên thêm chiếc xà lan 20 nữa ha. Trên này anh ghe bầu anh đổ xuống đây nè. Anh ghe bầu anh lắp vô trong rồi. Mấy chiếc này là chắc mới xuống nề không luôn các bạn. Sơn phết lại rất là đẹp ha. Nhìn anh nào nấy bóng bẫy đẹp trai thật sự luôn. Đây các bạn, tiếp tục thì chúng ta cùng nhau xem thêm anh xà lan nổi này đi vô nữa các bạn ha. Phía trước anh xà lan đó là một chiếc, đó là chiếc vỏ đò các bạn, chuyên chở mấy cái đồ này kia bên hòn các bạn. Hai bên đây là cái bến đò để mà mấy cô với chú này kia bơi bằng tay ha. Một lượt qua như thế là hình như là 2000 đó.
Ồ, anh xà lan này cũng rất là khổng lồ ha. Chiếc này là chuyên vận chuyển hàng hóa luôn các bạn, qua mấy cái hòn này kia ha. Chuẩn bị ôm cua nè các bạn. Đó, lúc nào cũng có cái tiếng còi vang lên ha. Và một người đi ra phía trước để mà quan sát tiếp tay công các bạn. Chiếc này để mình coi cái mớn nước bao nhiêu ha, mà thấy cái độ cao cũng khá là cao luôn. Ôi, cái mớn nước 3 mét luôn. Tiếp tục thì chúng ta cùng nhau xem thêm chiếc xà lan này qua cua nữa nha các bạn. Xà lan này một mũi ha, chơi cái cabin bằng cái bạc ở phía trên nè. Xà lan này của An Giang các bạn. Chiếc này chắc chở hàng khô này kia ha, xi măng đồ. Các bạn tiếp tục thì chúng ta cùng nhau xem thêm chiếc xà lan nổi này qua cua nữa ha. Đó, anh bóp cái tiếng càng dài các bạn để mà anh xin vượt đó ha. Mấy xà lan này chuyên chở đồ khô các bạn, có bạc lua nữa phía trên. Trên chiếc vô lại chạy dữ vậy. Xà lan này của Trà Vinh nha các bạn.